Anh trai ơi, bổng lẻ nhá. Anh gọi cái tên gì em chả biết. Đây, cây bổng lẻ đây ạ. Cái hàng này là vào bầu hết rồi nha anh nhá. Đợt này không có bổng lẻ nhổ anh ạ. Cái này vào bầu hết rồi. Vào bầu ổn định đảm bảo rồi, dễ này anh thấy này, tròi ra xuống dưới rồi. 2.500 bầu của anh thì thoải mái. Đây là một lô đằng này này anh này. Cây xanh đẹp rồi, hai nữa lô đằng kia nữa. Và đằng kia nữa. Đó. Anh có nhu cầu mà bốc thì báo em sớm luôn nhá. Bởi vì thời điểm này là Tết, mọi người bắt đầu trang hoàng để chuẩn bị đón Tết, với hai nữa là kiểu các cái sự kiện sau Tết. Nên là có nhu cầu thì anh thông tin sớm luôn để bốc sớm luôn, không thì đến lúc lại lỡ việc. Em cảm ơn anh nhá.